Trong lúc livestream hát giao lưu cùng khán giả, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long bị một ca sĩ khác kiện bản quyền 9 ca khúc mà mình đã mua lại. So với các thị trường giải trí quốc tế, vấn đề sở hữu tác quyền tại Việt Nam vẫn còn khá lỏng lẻo. Lợi dụng lỗ hổng này, nhiều nghệ sĩ bất bình vì tác phẩm nghệ thuật của mình bị trục lợi sử dụng một cách phi pháp. Thậm chí, những cover có khi lại còn nổi hơn bản chính, dù trước đó đã dày công sáng tạo phát hành MV. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long bày tỏ bức xúc khi anh bị YouTube đánh bản quyền ca khúc Kiếp Này Kiếp Sau. Được biết, đây là sáng tác anh mua lại từ nhạc sĩ Tô Tài Năng. Thế nhưng một ca sĩ trẻ khác đã tự ý lấy bản phối rồi đi đăng ký sở hữu. Nam ca sĩ không ngờ rằng có một ngày chủ sở hữu ca khúc lại bị người khác đi kiện ngược như thế. Bài hát Kiếp Này Kiếp Sau do tác giả Tô Tài Năng đã bán đứt độc quyền cho Kim Tiểu Long. Các em lấy hát không nói tôi một tiếng, ngược lại tôi hát nhạc tôi phối trên livestream Facebook mà bị vi phạm với em ca sĩ VNN này là sao? Mong các bạn giải quyết êm đẹp, trả lại sự an toàn cho em hát nhé. Cảm ơn các bạn. Trước đó, anh đã đăng một bài ẩn ý nói về việc mình bị đánh bản quyền trên livestream Facebook. Kim Tiểu Long cảm thấy rất bức xúc khi bài hát đã được anh mua trọn vẹn, nay lại bị nền tảng mạng xã hội đánh lỗi vi phạm. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người an ủi anh và cho rằng do Kim Tiểu Long chưa đăng ký bản quyền từ khi thu âm tác phẩm này nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Nhiều người lợi dụng sơ hở để ăn cắp rồi đóng tiền đăng ký thì coi như bản phối của nam ca sĩ thuộc về họ. Kim Tiểu Long cũng chia sẻ trước giờ chỉ quan tâm đến chuyện đi hát, chứ chưa nghĩ có một ngày mình sẽ dính dáng vào những việc như thế này. Anh cũng nói rằng, việc đăng ký bản quyền này trước giờ do nhạc sĩ Tô Tài Năng đăng ký hết cho mình, nên bản thân anh cũng không nắm rõ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép. Anh sinh năm 1974 tại Vĩnh Long và là một nam nghệ sĩ cải lương. Hiện tại, Kim Tiểu Long đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nam nghệ sĩ được sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Cha mẹ là nông dân, nhưng cha anh lại đặc biệt là người đam mê đờn ca tài tử. Cũng chính vì vậy mà anh thừa hưởng được một chút dòng máu nghệ thuật từ ba mình. Ngay tháng đầu tiên của năm 2019, làng nhạc trở nên ồn ào với loạt lùm xùm của các nghệ sĩ V-pop. Trong đó, sự việc Vi Oanh đăng tải nhiều dòng trạng thái từ ướp mỡ tới đá thẳng đàn chị Minh Tuyết, cướp bản hit để cho em khóc của mình trên trang Facebook cá nhân. Từ đây, những đáp trả qua lại của phía Minh Tuyết cùng ý kiến của tác giả ca khúc Để Cho Em Khóc, nhạc sĩ Phúc Trường đã gây nên vô số tranh cãi. Sự việc bắt đầu khi Vi Oanh bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng nghệ sĩ đi trước cover hit của đàn em và mang đi hát như là bài của mình trên Facebook ngày 21 tháng 1. Cô nói rằng, thậm chí khi bài hát ra mắt được một năm thì đàn chị đã lo chuẩn bị kịch bản cover được 10 tháng, ca khúc chớm hit thì đã lo cướp của đàn em. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân trong vài năm trở lại đây vì không đi hát nhiều nên đã im lặng. Tuy nhiên vì nhận thấy ngày càng nhiều các bậc tiền bối giành miếng cơm manh áo của đàn em bằng cách cover không xin phép nên mới quyết định lên tiếng. Cô viết, tôi thấy mang danh là đàn chị đi trước trong nghề, là lão làng mà hễ đàn em có được bài hát hit là giành hát như đúng rồi. Còn ai người đó hưởng, huống chi thời buổi này một bài hit sống rất ngắn giờ lại còn thêm vụ các anh chị phỏng tay trên. Như vậy khác gì cướp nồi cơm của họ, chặn đường họ đi, trong khi công gây dựng biết bao khó khăn cực khổ mới có được chút thành quả. Dòng chia sẻ này khiến nhiều người đồn đoán cô đang nói tới nữ ca sĩ Minh Tuyết với ca khúc Để Cho Em Khóc. Về phía ekip của Minh Tuyết, đại diện trung tâm hải ngoại nơi Minh Tuyết đầu quân khẳng định bài hát Để Cho Em Khóc đã được trung tâm trả tiền tác quyền đầy đủ cho nhạc sĩ Phúc Trường. Đồng thời vị này cũng khẳng định chuyện khán giả thích ai hát là gu của từng người. Khi Minh Tuyết hát thì khán giả lại thích phiên bản của đàn chị nên Vi Oanh có thể không vui.